Hữu duyên biết được mệnh trời, bốn con giáp bất ngờ trúng lớn, đổi đời đại gia, giàu có không ai sánh bằng, đúng 3 ngày tới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, Tử Vi học có nói, cuộc đời mỗi chúng ta đều có lúc thịnh, lúc suy, lúc thăng, lúc trầm mà chúng ta không thể dự đoán trước được. Cùng với đó là cái sự biến động không ngừng của thời cuộc. Vận khí của 12 con giáp cũng thay đổi liên tục. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, người nào biết nắm bắt được cái vận trình theo cái giai đoạn mà hành sự thì sẽ được thuận lợi, hanh thông. Đấy. Khi mà nắm bắt được cái vận trình trong từng giai đoạn mà quý vị biết hành sự gì thông minh. Đấy. Lúc vận khí lên thì đạp sóng cưỡi gió, thuận đà mà đánh tới. Thì không chỉ né tránh được những cái tổn thất mà còn xoay chiều đổi vận, thu được cái chiến lợi phẩm về tay, xây dựng được cái cơ ngơi không ai sánh kịp. Vậy, theo luận giải của các bậc thầy tử vi cũng có chỉ rõ, trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 sắp tới, có 4 con giáp được thần tài chiếu cố, may mắn phù hộ, mà nắm được cái cơ hội đổi đời, đạt được nhiều cái bước ngoặt về tiền bạc và tài lộc, giàu có không ai sánh bằng. Chỉ cần họ giữ vững cái niềm tin và kiên trì cố gắng thì chắc chắn mọi cái sự cố gắng từ thời gian trước đó đến nay cũng sẽ được gì đền đáp một cách xứng đáng. Vậy nên nếu các bạn nằm trong số những con giáp may mắn phát tài phát lộc đúng 3 ngày tới đây thì đừng bỏ lỡ những cơ hội mà ông trời đã đem lại. Quý vị hãy lắng nghe hết cái lá số tử vi của mình để sớm có một bước vươn lên đổi đời ngoạn mục, trở thành đại gia tiền bạc dư giả quý vị nhé. Thưa quý vị, cái vị trí đầu tiên xin được chúc mừng những người tuổi ngọ là con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 âm lịch. Những người tuổi ngọ vốn nổi danh là nhanh nhẹn hoạt bát trong số 12 con giáp. Họ hiếm khi chịu ngồi yên một chỗ ở nơi văn phòng. Đấy. Nói chung những người tuổi ngọ không chấp nhận cái cuộc sống là ngồi yên một chỗ và cuối tháng nhận cái số thù lao ít ỏi về mình. Trong đầu họ thì luôn có ý chí kiếm tiền, sôi sục. Họ có nhiều ý tưởng, suy nghĩ không ngừng nghỉ và thực sự có những cái hành động thực tế để biến cái suy nghĩ đó trở thành hiện thực. Những người tuổi ngọ có vẻ bề ngoài hiền lành, ít nói nhưng mà lại tương đối mạnh mẽ, không sợ thất bại cũng không ngại khó khăn, càng khổ cực thì lại càng có ý chí tiến thủ, đồng thời cũng biết sử dụng cái lợi thế của bản thân để góp phần phát triển cái sự nghiệp của mình. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì bản mệnh hoàn toàn có thể dựa vào cái sự nỗ lực của bản thân để làm việc chăm chỉ, đạt được những kết quả lý tưởng. Cuộc sống sẽ ngày càng trở nên phong phú hơn và bớt phần vất vả. Bản thân những người tuổi này thì đã gì thích thử thách, tăng cường cái vốn hiểu biết của bản thân. Họ tin rằng trải qua càng nhiều khó khăn thì những người tuổi ngọ sẽ càng có nhiều cái tiến bộ. Vì thế, những người tuổi ngọ nói chung ấy không chỉ là học tập giỏi, tiếp thu nhanh mà còn rất biết nắm bắt cơ hội trong cái cuộc sống của mình. Họ muốn tự mình đi thật xa, thậm chí là đến những cái nơi mà chẳng có ai quen biết để có thể phát triển cái sự nghiệp của chính bản thân dựa vào chính cái sức lực của mình, không dựa dẫm vào bất kỳ ai khác. Những người tuổi ngọ luôn muốn xem cái khả năng của mình đến đâu để có thể gì xây dựng được cho mình một cái cơ đồ lớn trong cái thời gian tới. Nói chung ấy, những người tuổi ngọ sẽ không thể thỏa mãn với cuộc sống bình thường, không có nhiều cái biến động. Vì vậy họ sẽ không thể phát triển được cái tiềm lực của mình. Và đúng 3 ngày sắp tới đây, thứ 2, thứ 3, thứ 4, nó rơi vào ngày 26 tháng 12 đến 28 tháng 12 âm lịch, thì những người tuổi ngọ sẽ được dự đoán là có nhiều cái chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là trên phương diện tài lộc và tiền bạc. Thời gian này thì những người tuổi ngọ sẽ có cơ hội mở mang thêm và có nhiều cái dấu hiệu đạt được những cái thuận lợi về kinh doanh, buôn bán, đầu tư. Vốn dĩ những người tuổi ngọ được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng, nên dù làm nghề gì trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì họ cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt được những cái vị trí nhất định trong công việc. Tuy nhiên, các cụ có câu là gì? Người tính không bằng trời tính. Vẫn có những cái thời điểm mà những người tuổi ngọ phải chịu cái sự kèm cặp của vận xui, bỏ công bỏ sức ra mà vẫn chưa thu được cái thành quả như ý. Nhưng thật may vì ngay cả trong những cái hoàn cảnh khó khăn thì những người tuổi ngọ vẫn giữ được cái sự quyết tâm cao độ của mình.
Thời gian qua, trí tuệ và cái năng lực của những người tuổi Ngọ cũng không bị mai một, mà ngày càng được rèn luyện sắc bén hơn và trở nên linh hoạt hơn. Cũng như vậy, những người tuổi Ngọ thì cho thấy cái khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính cái năng lực của bản thân và cái bản lĩnh của mình. Nhờ cái sự nhanh nhạy của bản thân mà những người tuổi Ngọ có thể là gì, không mất nhiều thời gian để nắm bắt được cơ hội tốt ngay trước mắt. Dù là những người làm công ăn lương, hay là những người đang khởi nghiệp, hay là những người tự chủ trong công việc ấy, thì những người tuổi Ngọ đều có thể gặp được những cái cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được cái thời cơ, phát huy tối đa cái năng lực thì mọi chuyện sẽ được suôn sẻ hanh thông, tiền tài thì ngày càng nhiều. Với những người theo đuổi cái sự nghiệp kinh doanh buôn bán thì được thần tài chiếu cố, lộc lá cứ từ thế mà đổ về. Bản mệnh may mắn có thể là gặp được nhiều cái khách hàng, ký kết được nhiều cái hợp đồng quan trọng. Còn những người tuổi này mà theo cái phương diện trồng trọt chăn nuôi ấy, thì mùa màng bội thu, vật nuôi thì bán được giá, sản lượng thì tăng cao. Cứ thế, những người tuổi Ngọ nói chung ấy sẽ gì có một thời điểm thăng hoa trong cái sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi. Đặc biệt, nếu mà những người tuổi Ngọ trong thời gian này một số người còn buôn bán bất động sản thì cũng sẽ được rất nhiều cái may mắn, được lộc đất cát. Tiền trong túi của những người tuổi Ngọ thì nói chung ấy cũng không ngừng tăng lên. Đây có thể nói là một cái thời điểm mà tài chính của những người tuổi Ngọ khá dồi dào. Mặc dù cái năm 2023, năm Quý Mão là một cái năm khá vất vả với những người tuổi Ngọ do bị cục diện tương phá, nhưng cái thời điểm cuối năm này, đặc biệt là trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì các bạn sẽ đạt được vô số những cái thành tựu vang dội trong sự nghiệp. Vậy nên xin được chúc mừng cái sự may mắn của những người tuổi Ngọ. Và sau đây là chúng ta sẽ cùng xét về may mắn chi tiết theo từng tuổi. Theo năm sinh là những người tuổi Ngọ nào sẽ may mắn nhất và những người tuổi nào thì sẽ gặp những khó khăn. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Những người tuổi Bính Ngọ thì nói chung ấy, trong cái thời điểm cuối năm này, trong 3 ngày tới thì cái vận trình nó được khởi sắc, phú quý nó theo về nhà. Các dự án, các kế hoạch của gia chủ thì đều diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi. Công việc dù có khó khăn cũng nhanh chóng được người khác giúp đỡ một cách nhiệt tình đấy, để thoát khỏi những cái bế tắc trong thời gian tới. Từ đó, cái tài vận của những người tuổi Ngọ cũng khá là hanh thông, khá là vượng vận. Thời gian này được coi là cái thời điểm thích hợp để tiến hành những kế hoạch kinh doanh quan trọng, hay là gì, cái chuyện đầu tư, hợp tác, ký kết hợp đồng. Cái vận may nó cũng đang đứng về phía những người tuổi Ngọ, sẽ mang tới cho các bạn nhiều cái khoản lợi nhuận bất ngờ mà các bạn gì càng năng nổ tham gia vào nhiều hoạt động thì càng có nhiều cái cơ hội để phát triển hơn. Bên cạnh đó, cái cát khí nó cũng sẽ giúp cho đường tình duyên của những người tuổi Bính Ngọ vô cùng là thuận lợi. Gia chủ và bạn đời của mình sẽ có những cái giây phút hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều coi trọng cái vị trí của đối phương và lấy cái việc chăm sóc nửa kia làm cái niềm vui của mình, không ngừng nỗ lực để làm người ấy vui cười. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cái sự nghiệp của những người tuổi Bính Ngọ cũng được thăng hoa rực rỡ và có được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên đây là một cái thời điểm khá là may mắn, hanh thông với những người tuổi Ngọ. Quý vị hãy nắm bắt lấy cái thời cơ này để gia tăng thêm cái vận may, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Thưa quý vị, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 được quý nhân tương trợ giúp đỡ, được thần tài ghé thăm trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4. Họ có thể sẽ đạt được những cái vị thế nhất định trong công việc. Những người tuổi Mậu Ngọ có thể gì thể hiện cái năng lực của mình một cách phù hợp với cái môi trường và cái tình huống nó diễn ra, gây được cái sự tín nhiệm của tập thể và của cấp trên. Một số người được công nhận ở cái nơi làm việc và đều có được cái sự đồng lòng hỗ trợ từ những người xung quanh. Đó mới là cái điều mà những người tuổi Mậu Ngọ mong chờ nhất. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi Mậu Ngọ thì cũng gì đôi khi cũng sẽ có cái xu hướng khá là thất thường trong cái 3 ngày tới đây. Rất may là mọi việc đều nằm trong cái sự tính toán, cái sự dự trù của những người tuổi Mậu Ngọ, nên là cũng không có gì phải quá lo lắng. Dù gia chủ có lỡ tiêu pha quá đà thì cũng sẽ nhanh chóng gỡ gạc lại được nhờ cái những khoản tiền lương, tiền thưởng cuối năm, cũng như là gì nhờ vào cái năng lực thực sự của mình.
Và trong 3 ngày sắp tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì còn được dự báo là cái đào hoa nó khá là vượng nhờ được cục diện ngũ hành nó tương sinh. Vậy nên là trong thời gian này thì cũng là một cái thời điểm khá lý tưởng và quý vị sẽ dễ dàng hòa hợp được với nửa kia của mình. Khiến cho gì các cặp đôi thì ngày càng đằm thắm và có được những giây phút mặn nồng bên nhau. Đặc biệt trong thời gian này thì cũng sẽ là một cái thời điểm mà sẽ giúp hơn hai người hàn gắn lại những cái vết nứt. Vào cái thời điểm cuối năm thì cũng chuẩn bị gì chung vui đón Tết và chuẩn bị những kế hoạch đi thăm gia đình hai bên. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Thưa quý vị, với những người sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ thì trong 3 ngày tới đây thì được quý nhân tương trợ thần tài ghé thăm. Vậy nên những người tuổi Canh Ngọ cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn cho công việc. Con giáp này được lãnh đạo quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển. Nếu biết nắm bắt lấy cơ hội thì các bạn hoàn toàn có thể đưa cái sự nghiệp của mình lên một cái tầm cao mới. Với những người làm ăn kinh doanh thì bản mệnh sẽ giữ được cái chữ tín, khiến cho nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài, giới thiệu thêm cho những cái mối làm ăn mới với những người tuổi Canh Ngọ. Bên cạnh đó, những cái mối làm ăn mới triển vọng cũng sẽ được gì mang đến những cái cơ hội tới tấp, khiến cho những người tuổi Canh Ngọ ấy, thu về một khoản tiền bội thu, lời lãi thì khả quan. Tuy nhiên, trong thời gian này thì những người tuổi Canh Ngọ cũng nên lưu ý một chút đến cái chuyện tình cảm. Mỗi người có một cái quan điểm khác nhau, vậy nên là gì đôi khi nó sẽ có những cái mâu thuẫn và không ai chịu lắng nghe cảm nhận suy nghĩ của đối phương, thì cái mâu thuẫn nó xảy ra ngày càng lớn và đó là cái điều tất yếu. Trong thời gian này những người tuổi Canh Ngọ nên bình tĩnh và suy xét về cái vấn đề mà cả hai cùng gặp phải. Đấy, đừng có nóng giận hay là đừng vội vàng đưa ra bất kỳ cái quyết định gì khi mà quý vị đang nóng giận cả. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Ngọ ấy cũng sẽ gì là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông đó. Vậy nên là gì, quý vị hãy nắm bắt lấy cơ hội này mà gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 âm lịch thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, xin được chúc mừng những người tuổi Hợi. Đấy, nhìn bên ngoài thì họ khá là ung dung, nhưng mà thực tế thì những người tuổi Hợi có quyết tâm xây dựng cái sự nghiệp của mình rất là mạnh mẽ, nhất nhì trong số 12 con giáp. Dường như không có cái việc gì có thể cản trở được cái bước tiến triển trong cái sự nghiệp của những người tuổi Ngọ. Nói chung ấy, thành công đến với những người tuổi Hợi thì không phải là không thể, chỉ có điều là những người tuổi Hợi cũng sẽ phải nỗ lực hơn người thường khá là nhiều lần. Còn nếu như mà gia chủ mà sẵn sàng quy tụ cái nguồn lực hỗ trợ ở bên cạnh ấy, thì cái chuyện thành công nó cũng không có gì quá khó khăn. Những người tuổi Hợi đã hiểu rõ được cái điều này, họ là những người giỏi xã giao, có duyên, ăn nói, nên là càng thuận lợi trong cái việc kết giao, đặt cái mối quan hệ với những người xung quanh để thành đạt hơn mình. Từ những cái mối quan hệ đó thì những người tuổi Hợi sẽ tìm kiếm được những cơ hội để phát triển nhờ cái khả năng nhạy bén vào cái sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên ấy, chỉ dựa vào một cái chút lợi nhỏ nhoi thì quý vị cũng sẽ đưa ra được những cái mối hợp tác làm ăn vô cùng đáng quý. Những người tuổi Hợi cũng gì có thể phát triển cái sự nghiệp thành công rực rỡ của mình. Không những thế mà những người tuổi Hợi còn được cho là những người gì nhờ vào cái tài xã giao mà kiếm tiền giỏi, tự mình gây dựng nên cái cơ đồ. Hơn thế, những người tuổi Hợi thì sống rất là nhiệt tình, đấy, tính tình lại phóng khoáng, có khả năng học hỏi rất là tốt, dễ dàng tìm được cái vị trí hàng đầu trong các ngành nghề mà chúng ta đang theo đuổi. Và họ cũng dễ dàng thu hút được cái sự chú ý và cái niềm tin của những người khác. Một khi mà chữ tín đã có thì quý vị lo gì không kiếm được tiền về đề túi. Những người tuổi Hợi cứ lặng lẽ, âm thầm nhưng mà gì lại sôi sục những cái ý chí cố gắng mỗi ngày. Vì vậy không có gì là lạ khi mà trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 vào cái thời điểm cuối năm này thì những người tuổi Hợi sẽ gặt hái được những cái thành quả vô cùng là xứng đáng. Công danh, tiền bạc đổ về thì không ngớt. Ở các giai đoạn quan trọng này, mệnh chủ đã dần dần khắc phục được những cái khuyết điểm và cái thiếu sót của bản thân, tự tin bước đi trên cái con đường kiếm tiền. Vẫn may là trong thời gian này cũng có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, thần tài quý nhân cũng hỗ trợ như là những người khách quen đến nhà, nên là tài vận cũng hết sức tràn trề, để sức lực thì được củng cố. Nói chung ấy,
đây là một cái thời điểm mà gì những người tuổi Hợi sẽ được thăng tiến đến cái đỉnh cao của may mắn. Các bạn thực sự có thể mở rộng cái tầm nhìn và có một cái cuộc sống đấy hoàn toàn là mới trong thời gian tới. Tài lộc thì cũng đang trên đà tăng trưởng, công việc thì cũng thuận lợi vô cùng. Những người tuổi Hợi thì cũng sẽ gì hài lòng với những cái gì mà bản thân của mình đã đạt được trong thời gian trước đó. Với cái tính quyết đoán cũng sẽ giúp cho những người tuổi Hợi dồi dào thu được cái thu nhập lớn hơn, cộng thêm cái năng lực làm việc xuất sắc của bản mệnh. Nếu như mà quý vị gì nhạy bén đề xuất tăng lương tăng thưởng vào cái thời điểm này cũng sẽ gì giúp cho chúng ta có thêm được một khoản thu nhập lớn hơn. Bên cạnh đó, những cái đóng góp của những người tuổi Hợi cũng đã được mọi người công nhận. Không vì cớ gì mà quý vị lại bỏ lỡ cái thời cơ giành lấy những cái thứ xứng đáng thuộc về bản thân mình. Cả lương cả thưởng thì đều trong cái giai đoạn là gì trên đà gia tăng không ngừng. Những cái nỗ lực trước đó của những người tuổi Hợi cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng, giúp cho gia chủ có thêm cái động lực để kiếm tiền. Tuy vậy, cái thời điểm cuối năm thì việc nhiều, cái việc chi tiêu nó cũng nhiều. Tốt nhất là quý vị nên có một cái kế hoạch sử dụng cái khoản tiền một cách là cụ thể. Nếu có thể tiết kiệm thì cũng đừng mua sắm quá tay. Trong thời gian này, những người kinh doanh buôn bán tuy vất vả tất bật ngược xuôi, nhưng mà các bạn không lấy đó là cái phiền hòa, bởi tiền bạc cũng chính từ đó mà ra, nên là các kế hoạch làm việc của những người tuổi Hợi cũng khoa học hơn và sẽ giúp cho họ có được một cái thành quả như ý đấy. Những người tuổi Hợi không ngại vất vả mệt mỏi, vậy nên dù hiện tại đang ở cái hoàn cảnh nào thì bản mệnh cũng gì vẫn cần phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ cái cơ hội mà số mệnh ban tặng cho những người tuổi Hợi trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 sắp tới đây. Bởi cái may mắn nó không đến với những người mà chỉ biết ngồi im mà chờ thời. Và bây giờ là cái lúc vận trình những người tuổi Hợi có những cái bước đột phá mới đấy trong 3 ngày tới đây. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Khi mang theo vòng tăng hợp quý nhân sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Khi mà không còn tiểu nhân ấy, thì công việc sẽ được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng cứ vì thế mà ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Hợi, giúp cho họ có một cái Tết rủng rỉnh, ăn Tết giàu to. Và ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái chi tiết vận trình từng tuổi Hợi trong 3 ngày tới. Đó. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Thưa quý vị, với cái sự xuất hiện của quý nhân tương trợ, vậy nên là những người tuổi Tân Hợi cũng sẽ được quý nhân nâng đỡ cái vận trình công việc. Dù bản thân cũng có đủ cái bản lĩnh để vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách, nhưng lại có thêm sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân thì sẽ giúp cho những người tuổi Tân Hợi tiết kiệm được nhiều cái thời gian lẫn công sức hơn. Thời gian này thì bản mệnh có tài chính đấy vững vàng hơn nhờ có thần tài chiếu mệnh, nên các phương diện tài lộc cũng khá là dồi dào, chủ yếu các nguồn thu đến từ cái chuyện kinh doanh buôn bán hoặc là những người làm nghề tay trái, và đặc biệt thuận lợi cho những người làm nghề tự do hay là kinh doanh buôn bán thì cũng khá là hưng vượng trong thời gian này. Những người tuổi Tân Hợi thì có duyên buôn bán, khách hàng tin tưởng, lại nhạy bén với cái thời cuộc nên dễ dàng gì trở thành một trong những người mà gì kiếm được tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong thời gian này cũng được khởi sắc. Cái thái độ sống của con giáp này quyết định khá nhiều đến cái đường tình duyên. Quý vị trong thời gian này hãy suy nghĩ thoáng hơn, cũng là cho người khác cái cơ hội, đúng không ạ? Và trong thời gian này thì nói chung những cái may mắn, những cái tài lộc cũng kéo đến. Cái thời điểm cuối năm thì quý vị sẽ gặp nhiều cái thuận lợi hanh thông. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thì trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 cũng được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, và có gặp khó khăn gì thì cũng được mọi người giúp đỡ. Trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn trong công việc. Dựa vào cái kinh nghiệm của mình ấy, thì những người tuổi Quý Hợi có thể xử lý gọn gàng những cái nhiệm vụ được cấp trên giao phó. May mắn hơn nữa, nhờ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp hài hòa,
gia chủ sẽ thường xuyên nhận được những lời cổ vũ và cái sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bên cạnh đó thì những người làm ăn kinh doanh có thể suy nghĩ đến cái việc mở rộng thêm cái mạng lưới làm ăn của mình và sẽ thu hút được rất nhiều cái tài lộc trong thời điểm cuối năm. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là Tết, vậy nên quý vị hãy tranh thủ kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì con đường tình cảm của những người tuổi Hợi thì cũng được khởi sắc do được cục diện ngũ hành tương sinh. Gia chủ là con giáp rất biết lắng nghe, hiểu chuyện, thích tâm sự với mọi người và thích chăm lo cho gia đình. Nói chung ấy thì trong thời gian này thì các cặp đôi cũng sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Các bạn biết cách cảm thông cho cái sự nghiệp lẫn cái tài lộc của nhau, nên là cũng sẽ thì có những cái cuộc sẻ chia và sẽ có được cái may mắn tài lộc và cái cuộc sống gia đình cũng sẽ được viên mãn và hạnh phúc hơn. Đó. Tiếp theo là chúng ta xét về những người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Trong cái 3 ngày tới thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì những người tuổi Ất Hợi cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Và trong 3 ngày tới, nhờ cái thái độ làm việc nghiêm túc của bản mệnh, nên là quý vị sẽ nhận được những lời khen ngợi từ đồng nghiệp và cấp trên. Khi làm việc thì những người tuổi Hợi luôn cảm thấy là gì? Được quý nhân giúp đỡ. Đấy, tính tình sởi lởi nên là những người buôn bán kinh doanh ấy, thì là buôn may bán đắt, đấy, thuận buồm xuôi gió. Lại được gì? Thêm quý nhân tương trợ giúp đỡ nên bản mệnh cũng nên tập trung vào công việc chính để gia tăng thêm cái nguồn thu cho mình. Nói chung ấy, những người tuổi Ất Hợi là những người vô cùng sáng suốt khi mà quyết định đấy, không cho người khác vay tiền trong thời điểm cuối năm. Công việc hiện tại của các bạn đang làm rất ổn, thu nhập thì đều đều, nên là quý vị trong thời gian này cũng đừng dại dột mà nghỉ việc hay là đổi việc. Dù cũng có cái tham vọng kiếm tiền thêm, tăng thêm cái thu nhập cho mình, nhưng mà các bạn cũng không nên quá vội vàng. Ngược lại, con giáp này cần phải có cái sự chuẩn bị chắc chắn để hạn chế những cái rủi ro có thể xảy ra. Trong thời gian này thì cũng được ngũ hành tương sinh, nó cũng điểm báo về cái mối tình duyên rất là tốt lành, đấy, tươi sáng. Cái vận đào hoa nở rộ với những người tuổi Ất Hợi đang còn độc thân. Đấy. Những người tuổi độc thân ấy, thì sẽ sớm kiếm được cho mình một nửa kia ưng ý, kết giao được nhiều với người bạn tốt đẹp. Chỉ cần con giáp này chú ý là sẽ nhận được cái hạnh phúc về mình. Vậy nên là gì? Đây cũng là một cái thời điểm mà những người tuổi Ất Hợi cần phải gì? Chú trọng hơn nữa về cái vận thế của mình nhé. Thưa quý vị, đó là những người tuổi Hợi, đó, con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà chúng ta phải kể đến trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, những người tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 sắp tới đây. Người tuổi Dần hoàn toàn lột xác chính nhờ cái việc biết tận dụng cái lợi thế sẵn có của mình. Trời sinh những người tuổi Dần vốn là những người mà cần mẫn và siêng năng. Ban đầu thì khá là chịu thương chịu khó, vất vả, mệt nhọc trăm bề. Nhưng mà khó khăn ấy cũng chỉ càng khiến cho những người tuổi Dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tự tích lũy được cho mình những cái bài học xương máu. Con đường công danh thì vì vậy mà cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là trầm tính, nhưng mà những người tuổi này có tư duy rất là tốt và rất thích suy nghĩ. Vì vậy, trong cuộc sống của họ luôn biết cách quan sát một số cái sự vật, những cái hiện tượng xung quanh, từ đó sẽ rút ra được cái chân lý và thậm chí tìm ra được một số cái cơ hội cho chính bản thân mình. Được cát tinh nó nhầm mệnh, vậy nên những người tuổi Dần ấy nói chung ấy sẽ thoát khỏi được cái vòng kìm cặp của hung tinh, nên dễ dàng cải thiện được cái vận mệnh của mình, nhất là về cái vận trình sự nghiệp và tài lộc. Cũng bởi các bạn luôn tin rằng cái nỗ lực của mình bỏ ra rồi sẽ có một ngày sẽ được đền đáp một cách xứng đáng với những cái thành quả ngọt ngào. Thưa quý vị, những người tuổi Dần thì cũng không vì cái lời nói ra nói vào làm lung lay cái ý chí. Nói chung ấy, những ngày khốn khó cũng sẽ bị đẩy lùi xa. Chỉ cần những người tuổi Dần biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói cái khoảng thời gian sắp tới, đặc biệt là trong 3 ngày tới thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì sẽ được huy hoàng rực rỡ, cuộc đời sẽ được bước sang một trang mới. Bên cạnh đó, cái điểm báo tử vi nó cũng cho thấy trong cái thời gian này chính là cái thời điểm mà những người tuổi Dần bứt phá tiến đến cái thành công, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Những năm tháng tuổi trẻ không ngừng phấn đấu tích lũy kinh nghiệm của tuổi này ấy, đã từng bước khẳng định cái vị trí và nâng cao cái vị thế của mình. Những người tuổi Dần thì luôn được cấp trên đánh giá cao, nhận được cái sự tôn trọng của mọi người, nên là chắc chắn những người tuổi Dần sẽ làm việc tới nơi tới chốn mà họ đã làm nên cái thương hiệu của mình
chẳng có việc gì qua tay những người tuổi Dần mà không được hoàn thành một cách gọn gàng. Năng lực của những người tuổi Dần cũng đã được ghi nhận đó, và không cần phải bàn cãi. Tiếng lành đồn xa ngày càng tạo dựng được cái vị trí trong cái xã hội, không chỉ thành công giữ được cái vị trí trọng yếu ở nơi làm việc, những người tuổi Dần còn gì đầu tư kinh doanh bên ngoài và có những cái thành công lớn, thu nhập cả chính và phụ đều được tăng cao, muốn nghèo thì cũng khó. Con giáp này nên tiếp tục nắm bắt lấy cái thời cơ để triển khai những cái kế hoạch sẵn có. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người làm công ăn lương ấy cần phải nhanh chóng đẩy nhanh cái tiến độ. Thần may mắn đang ở bên cạnh hỗ trợ các bạn trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Những khi khó khăn trở ngại thì bản mệnh có thể là phát huy được cái năng lực của mình nhiều hơn, tập trung hoàn thiện những cái việc đang còn dở dang. Và trong những ngày cuối năm này thì cái kết quả nó lại gì có thêm những khoản thu nhất định. Những người làm ăn kinh doanh buôn bán thì có lời có lãi nhờ vào cái nhạy bén với cái thời cuộc, nên tiền bạc cứ ào ào đổ về túi. Nói thế không có nghĩa là cái đồng tiền nó dễ đến ra đường là vơ nhặt được tiền ngay. Những người tuổi Dần cũng sẽ phải dùng cái thực lực, phải nỗ lực vượt qua những cái thử thách, những cái gian lao thì mới giành được những cái thành quả xứng đáng. Cố gắng không ngừng nghỉ và đặt cái mục tiêu cho mình, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mỗi khi các bạn phải đối diện với khó khăn thì cũng là lúc để các bạn lớn hơn và giúp cho mình có được những cái tài lộc như ý. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta cùng xét về cái vận trình chi tiết của những người tuổi Dần. Đấy, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần và Nhâm Dần, xem là tuổi nào tốt, tuổi nào xấu và vận trình chi tiết trong 3 ngày tới sẽ ra sao để quý vị có thể yên tâm đón Tết Giáp Thìn 2024. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Quý vị thân mến, được các tinh trợ lực giúp đỡ, vậy nên những người tuổi Nhâm Dần sẽ vươn lên trong công việc. Thời gian này các bạn làm việc vô cùng là năng suất, có hứng đi làm hơn so với những thời gian trước đó. Và quý vị hãy tự hào vì bản mệnh không phải là những người mà phải bám theo cái đám đông, mà có quan điểm riêng và tiếng nói riêng. Đấy. Tài vận thì trong thời gian này cũng khá là thịnh vượng, nhờ được quý nhân tương trợ giúp đỡ mà gia chủ có là một trong những con giáp cực kỳ may mắn. Hễ nghĩ đến việc gì là cũng sẽ gì bắt tay vào làm là được thành công ngay. Quý vị không tính toán nên là cũng sẽ rất có lộc làm ăn. Ai đang có ý định mua xe, mua nhà, bán đất trong thời gian này thì có thể tiến hành, do được cục diện ngũ hành nó ủng hộ, mang lại cái lợi nhuận cao trong thời gian này. Đấy. Về mặt tình cảm của những người tuổi Nhâm Dần thì cũng khá là tốt. Quý vị luôn hào hứng với những cái công việc, đâm ra là gì? Cái tình cảm vì thế nó cũng sẽ được thuận lợi hơn. Thì đây có thể là cái cơ hội để gia chủ ứng dụng cái kỹ năng của mình vào một cái công việc mới. Mà bản mệnh cũng nên là gì? Lưu ý đến cái sức khỏe của mình. Làm việc quá sức chưa bao giờ là một cái sự lựa chọn sáng suốt. Nếu các bạn muốn đạt được cái kết quả tốt nhất trong công việc thì nói chung ấy, quý vị cũng có thể là gì? Nhờ sự giúp đỡ của người khác. Đó. Và đây cũng là một trong những con giáp mà khá là may mắn trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4. Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Giáp Dần cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ và sẵn sàng ra tay vào những cái lúc mà quý vị gặp khó khăn. Công việc trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ thể hoàn thành một cách xuất sắc, không chần chừ, không e ngại. Các bạn luôn muốn thử thách bản thân và mong rằng thông qua những cái điều đó thì các bạn có thể phát triển và có thể phát hiện ra cái tiềm năng hoặc là cái hướng đi mới của mình trên cái phương diện tài lộc. Nói chung ấy, những người tuổi Giáp Dần 1974 dù làm trong lĩnh vực gì đi chăng nữa thì gia chủ hãy tiếp tục giữ vững cái niềm tin và cái định hướng của bản thân và tiến hành những cái kế hoạch đã được đặt ra từ trước đó, dựa vào cái sức lao động của mình là chính. Các bạn có thể kiếm được một khoản tiền ổn định giúp cải thiện cái cuộc sống. Tuy nhiên, bản mệnh nên quan tâm đến cái cuộc sống gia đình, đừng lấy lý do công việc bận rộn gì để dồn trách nhiệm lên đầu người khác. Hai người cũng phải cùng chung tay xây dựng cái mái ấm thì mới có thể cảm nhận được cái hạnh phúc. Bên cạnh đó,
cái sự nghiệp tài lộc của những người tuổi Giáp Dần thì cũng khá là cát lành may mắn. À, quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để gì thu về cái tài lộc, ăn Tết giàu to. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Những người tuổi Bính Dần cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là cái vận trình trong thời gian này nói chung là đều được khởi sắc trên hầu hết các phương diện. Đó. Nói chung ấy, phương diện nào thì cũng có tin vui báo về và bớt đi nhiều cái phần vất vả so với cái thời gian trước đó. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì quý vị cứ tiến hành mọi việc theo kế hoạch đặt ra thì không có gì phải quá lo lắng. Tài lộc thì cũng ngày càng được thăng tiến. Những người tuổi Bính Dần ấy, thì có biết mình cần phải làm gì để đạt được những cái mục tiêu đã đề ra cho mình. À, cái vận may đến với những người tuổi Bính Dần ấy, thì có cản cũng không được. Nên là con giáp này cứ tự do thoải mái mà tiêu xài, hưởng thụ mà không cần phải quá lo lắng. Chẳng những vậy, những người tuổi Bính Dần ấy, cũng sẽ đang rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm. À, nói chung ấy, bản mệnh cảm thấy là may mắn vì có một người bạn đời luôn thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ mọi cái nỗi niềm với bản mệnh. À, những người độc thân thì cũng sẽ mở lòng mình hơn, chịu khó hẹn hò để đón nhận cái cơ hội mới. À, vì thế mà đây cũng là một cái thời điểm khá là may mắn, tốt lành đối với những người tuổi Bính Dần đó. À, quý vị thân mến, đó là những người tuổi Dần, con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong thời gian này thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. À, thưa quý vị, nói chung trong 3 ngày tới thì hầu hết các phương diện sự nghiệp của những người tuổi Mão thì đều được thì thuận lợi hanh thông, tiền bạc thì cứ ùn ùn kéo đến. Đó. À, như quý vị đã biết ấy, những người tuổi Mão hầu hết là những người thông minh, hóm hỉnh, đồng thời có cái giác quan thứ 6 rất là nhạy bén. À, trong công việc thì những người tuổi Mão là những người có gì? À, trong công việc thì những người tuổi Mão là những người bền gan vững chí, không ngại khó khăn. Trong công việc thì những người tuổi Mão là những người bền gan vững chí, không ngại khó khăn, gian khổ, và mỗi cái khó khăn, mỗi cái thử thách thì sẽ giúp cho những người tuổi Mão không ngừng phấn đấu và vươn lên. À, gia chủ sẽ luôn kiên cường với những cái mục tiêu của mình, nên là thành công cũng là điều sớm muộn trong cái công việc. Nên thành công cũng là điều sớm muộn sẽ xảy ra. À, trong công việc thì những người tuổi Mão có tư duy sáng tạo, phương pháp làm việc linh hoạt hơn hẳn, làm gì cũng xông xáo để thể hiện cái tài năng. Vậy nên cái cơ hội thăng quan tiến chức trong 3 ngày tới đây cũng sẽ nhiều hơn trước. Bên cạnh đó lại còn gặp được những cái người bạn hiền từ, lại thêm được quý nhân tương trợ giúp đỡ ở bên. Khó khăn trong công việc thì cũng nhanh chóng được tháo gỡ. À, dù trước đó những người tuổi Mão đã phải nếm trải qua khá nhiều những cái gian nan, những cái thử thách, thì tất cả những cái khó khăn ấy cũng chỉ càng tô điểm thêm cho những cái thành quả ngọt ngào của những người tuổi Mão trong tương lai. Vậy nên quý vị đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng. Đặc biệt, con đường tài vận của những người tuổi Mão thì có cái sự chuyển biến tích cực trong 3 ngày tới đây. À, các bạn sẽ thấy vận trình của mình có những cái bước tiến triển khá là tốt, tiền bạc kiếm được cũng dễ dàng hơn, phúc khí thì dồi dào, cuộc sống thì sung túc khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ. À, thêm nữa, trong thời gian này tính cách của những người tuổi Mão cũng trở nên lạc quan hơn, suy nghĩ thì tích cực hơn đấy, và thông thoáng hơn rất nhiều. Dù trước đó các bạn cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn và quý vị cũng không né tránh mà sẵn sàng đương đầu, hạ quyết tâm xử lý triệt để. Dưới cái cục diện quý nhân tương trợ giúp đỡ, thần may mắn luôn ở bên cạnh, thì những người tuổi Mão sẽ nhận ra cái tiềm năng phát triển của mình. Những người tuổi Mão sẽ nhận ra được cái tiềm năng phát triển đấy. Các bạn có thể là gì? Mạnh dạn tiến hành những cái nhiệm vụ quan trọng để kiếm thêm cái khoản thu cho mình. Rất nhiều người trong thời gian này có thể đạt được những cái mục tiêu về sự nghiệp và cái mục tiêu về cuộc sống mà mình đã theo đuổi từ lâu. Bên cạnh đó, lại được thêm cái cát tinh nó che chở, nó giúp cho những người tuổi Mão ấy, thuận lợi trên con đường quan trường đấy, dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Và những cái cơ hội này cũng sẽ mang đến không ít những cái lợi ích cho những người tuổi Mão. À, những bạn đang có ý định nhảy việc hoặc là xin đòi quyền lợi hoặc là gì xin tăng lương thăng chức ấy, thì cũng nên tiến hành ngay trong thời gian này vì khả năng cao quý vị sẽ gặp được những cái thành công mỹ mãn ngoài mong đợi. À, trong thời gian này thì công việc của những người tuổi Mão cũng khá là ổn định. À, quý vị sẽ tự lo được cho bản thân mà không phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Những ai mà đang vướng vào nợ nần hay là phụ thuộc vào người khác ấy, thì trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 sắp tới đây sẽ dứt ra được, không phải đau đầu, tối về vắt tay lên trán mà suy nghĩ nữa. Thời gian này thì tài vận của những người tuổi Mão cũng sẽ có một cái bước phát triển đấy, tốc độ kiếm tiền cũng được đẩy nhanh đấy. Sự nghiệp của những người tuổi Mão thì thường xuyên gặp được
những quý nhân giúp đỡ, nên là sẽ có những cái vận may đến với mình. Chuyện vui xảy ra đồng thời do được quý nhân giúp đỡ, tiến độ công việc thì cũng sẽ hoàn thành một cách nhanh chóng. Cuộc sống vui vẻ làm cho tâm trạng của những người tuổi Mão bây giờ trở nên phấn khích hơn. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Thưa quý vị, ngay sau đây Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình chi tiết của từng tuổi Mão. Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão và Quý Mão xem là tuổi nào tốt, tuổi nào xấu và vận trình chi tiết của từng tuổi sẽ ra sao. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Nói chung ấy, trong năm 2023 năm Quý Mão, đặc biệt là trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, những người tuổi Quý Mão sẽ được gì? Quý nhân tương trợ giúp đỡ và sẽ có cơ hội để phát triển cái sự nghiệp. Con giáp này nên chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần để đón nhận những cái thử thách sắp tới. Chỉ cần tự tin và chăm chỉ hơn nữa thì gia chủ sẽ không có gì là làm khó được quý vị cả. Bên cạnh đó, gia chủ cũng sẽ may mắn là có thần may mắn đang ở bên cạnh. Vì vậy mà quý vị hãy tận dụng tốt cái cơ hội này để tiến hành những kế hoạch đã ủ từ lâu. Các bạn có thể là tham gia vào những cái lĩnh vực đầu tư hoặc là gì, ký kết được những cái hợp đồng quan trọng. Ngay cả cái việc gặp gỡ những người bạn thiện chí trong cái thời gian này thì cũng sẽ giúp cho cái sự nghiệp của những người tuổi Quý Mão phát triển được tốt hơn. Bên cạnh đó, lại được ngũ hành tương sinh luôn ủng hộ và được bạn đời giúp đỡ, nên là cuộc sống của những người tuổi Quý Mão cũng khá là hài hòa. Đôi bên đã biết yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Thậm chí, một số cặp đôi trẻ tuổi thì có thể đón nhận những cái tin vui bất ngờ khiến cho tình cảm vợ chồng thêm phần gắn bó, keo sơn. Đây cũng là một cái thời điểm mà may mắn nó đến với các khí thành thông. Vậy nên những người tuổi Quý Mão hãy tận dụng cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng xét tuổi thứ hai là tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Quý vị thân mến, những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 cũng được quý nhân che chở giúp đỡ trong 3 ngày tới. Nên là cái vận trình của những người Ất Mão ấy, trong 3 ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 sắp tới đây cũng sẽ khá là suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Các bạn làm việc hiệu quả, cho ra đời những cái sản phẩm chất lượng, tinh thần của các bạn cũng đang rất là tốt, làm việc gì cũng sẽ hăng hái và dễ đạt được những cái hiệu quả cao. Qua đó, có thể chứng minh rằng cái năng lực của các bạn lúc này ấy, thì cũng sẽ được gì đảm bảo. Ngoài ra thì các bạn còn có thể sẽ được giao thêm những cái nhiệm vụ mới có tính thử thách cao hơn. Nhưng mà những người tuổi Mão cũng không cảm thấy khó khăn, mà lại còn cố gắng hết sức để hoàn thành đúng thời gian, đúng tiến độ. Tinh thần cầu tiến và cái tham vọng cũng sẽ giúp cho những người tuổi Mão ấy, đạt được những cái hiệu quả và ghi điểm với cấp trên, với lãnh đạo. Lãnh đạo nào cũng thích cái mẫu nhân viên được việc như là những người tuổi Mão. Bên cạnh đó, nói chung ấy, lại được thần tài ở bên cạnh, nó cũng mang đến cho bản mệnh nhiều tin tức tốt đẹp trong đời sống cũng như là trong cái chuyện kiếm tiền. Đấy. Nó cũng sẽ giúp cho các bạn thì đương đầu nắm bắt được những cơ hội xuất hiện trong thời gian này. Nói chung về mặt tình cảm của những người tuổi Ất Mão trong thời gian này cũng khá là tốt. Những cặp vợ chồng trong thời gian này cũng tìm được tiếng nói chung, có nhiều quyết tâm để cùng thực hiện những cái mục tiêu sang năm mới đó mà cả hai đã đề ra. Cái sự nghiệp của những người tuổi Ất Mão trong thời gian này cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, may mắn đầy mình. Vậy nên quý vị đừng bỏ lỡ cái cơ hội tốt đẹp này để gì tăng cường thêm cái vận trình tiền bạc của mình. Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì những người tuổi Đinh Mão nói chung ấy được cát tinh nó chiếu cố, nó nâng đỡ. Đây cũng là một cái tín hiệu tích cực cho công việc của những người tuổi Mão trong 3 ngày tới được thuận lợi và hanh thông. Nhìn chung ấy, dưới sự điều chỉnh khéo léo của mình, mọi việc đang tiến hành với những người tuổi Đinh Mão cũng khá là thuận lợi theo đúng cái lộ trình mà các bạn đã đặt ra. Con giáp này cũng là người chăm chỉ, biết nắm bắt lấy cái thời cơ nên nhanh chóng tìm được và khẳng định cái năng lực của bản thân. Ở nơi làm việc với những cái công việc khác thì gia chủ cũng không có gì phải quá lo lắng. Ở thời điểm này thì cứ tiến hành như mọi ngày thì vẫn sẽ gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp thì đang dần dần phát triển ngày một tốt hơn. Đó.
Và con giáp này có thể là gì? Chọn thời điểm thích hợp để tiến hành những cái thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới. Quý vị hãy cùng người thân, cùng bạn bè, cùng bạn đời của mình ấy, chuẩn bị đi sắm Tết và có một cái Tết cũng khá là êm đềm, hạnh phúc, ấm êm bên những người mình thân yêu nhất. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 ấy, thì cũng có thể kết giao được với nhiều cái đối tượng mới, mở rộng cái mối quan hệ xã giao và nâng cao cái cơ hội gặp được cái quý nhân của mình. Trong thời gian này, những người có đôi có cặp thì tình cảm cũng khá là sâu sắc khi mà đôi bên đã biết quan tâm và chia sẻ lẫn nhau. Nói chung ấy, đây cũng là một cái cơ hội vàng để cho những người tuổi Đinh Mão cải thiện cái vận mệnh của mình. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Đinh Mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4. Và trong 3 ngày tới đây, chúng ta sẽ có 4 con giáp cực kỳ may mắn tài vận hanh thông, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Ngọ, 2 tuổi Hợi, 3 tuổi Dần và 4 là tuổi Mão. Đấy là 4 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đấy, cuối năm sắm nhà tậu xe, đấy, vang danh thiên hạ. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới. Nếu như các bạn thuộc một trong những con giáp này thì xin được chúc mừng tất cả các bạn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ, bình an, cuộc sống sung túc, giàu sang phú quý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.